Tên là Phạm Thành Nhân, địa chỉ thì ấp Trung Nhất, xã Lâm Tân, thành thị Sóc Trăng. Thì qua cái vụ hè thu thì số bà con đã thu hoạch trước và hiện đang thu hoạch một số hộ còn lại. Thì qua cái mình thấy cái tình hình cái bà con thu hoạch thì so với năng suất năm nay thì nó cũng là khá tốt so với năm rồi vụ này. À, rồi được một cái nữa đó thì giá cả thì nó so sánh với năm rồi với vụ năm rồi với vụ năm nay thì cái giá nó có cao hơn hồi năm rồi. À, thì hồi năm rồi đó thì theo tôi biết đó thì giá hè thu vụ năm rồi đó thì nó có 7.500 thôi. Nhưng mà năm nay thì có số bà con thì cũng bán được số là 8.500. Thì như vậy thì cái giá so với năm rồi chúng ta thấy cũng có phần khởi. Rồi cộng lại nữa thì cái lúa hè thu năm nay thì mình chỗ ngay cái đợt mà nắng nhiều. Thành ra thì cái lúa chúng ta nó có năng suất cũng khá cao so với năm rồi vụ này. Đặc biệt nhất là cái bệnh là vi khuẩn cháy lá thì nó không có. Đó, rồi cái thời gian mà lúa chỗ đó thì nó thụ phấn tốt hơn. Cái năng suất nó thấy cao hơn so với năm rồi vụ này. Lợi nhuận một hecta bà con thì theo bà con thu hoạch trước đó thì từ 40 triệu đó lên. Mà bốc rác này nếu mà có lúa cỡ 200 tấn nó cũng rác rồi. Đâu à, lấy ra dùng mà cái này chuyển luôn đó. Ép đi 170. Trời đất ơi, bây giờ số nào con nào nó chết thì chết, con nào nó sống thì nó cũng muốn ngắt. Con mua chín mà. Không em mới phải lên. Đá mà sẽ lắc không hết nó mập hơn nè. Hả? Cắn cắn rồi. Bao năm mấy ký rồi đó đó, thấy không? 50 năm mấy rồi. Trần Trang Nhã, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Trì. Trong cái vụ hè thu năm 2024 thì toàn huyện xuống giống là 22.466 hecta. Thì tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã thu hoạch trên 17.000 hecta. Trung tuần tháng 9 thì sẽ thu hoạch dứt điểm cái vụ lúa hè thu. Năng suất đánh giá sơ bộ thì hiện nay thì nó đạt khoảng 6,4 tấn trên hecta. Về mặt giá cả thì hiện nay thì các cái giống lúa thì có cái giá khá là tốt. Đối với cái giống ST thì hiện nay thì đang ở cái mức là khoảng 10.000 đến 10.500 đồng một ký. Các cái nhóm lúa OM thì biến động từ khoảng 8.000 đến 8.500 đồng một ký. Thì qua đó thì có thể thấy là trong cái vụ hè thu năm nay thì về cái hiệu quả lợi nhuận của bà con thì tăng cao, có thể đạt khoảng 40% so với cái lợi nhuận của bà con trong cái vụ hè thu năm nay. Đối với cái vụ hè thu năm nay thì ngay từ đầu vụ xuống giống đó thì cái thời tiết cũng rất là thuận lợi,
cái diễn biến mưa thì nó cũng không lớn, do đó là cái kéo theo là cái hiện tượng mà ngập úng rồi đổ ngã thì nó cũng không nhiều. Đồng thời thì cái năm nay thì cái tình hình dịch bệnh trên cái trà lúa hè thu thì không đáng kể, do đó thì nó cũng không gây ảnh hưởng lớn đến cái năng suất cũng như cái chất lượng của cái lúa hè thu năm 2024. Rồi. Hôm qua thì nếu mà nó lợi sớm cũng rồi. Bốc giác này nếu mà có lúa cỡ 200 tấn nó cũng giác rồi. Đâu à, ăn lấy nhục mà. Rồi mới chuyển luôn á. Trời đất ơi, bây giờ số nào con nào nó chết thì chết, con nào nó sống thì nó cũng muốn ngáp ở chứ chăng. Rồi. Nó bị nhập đó. Nên nó sao cái. Không thấy đâu.